rồi sếp tôi á là kêu là quay cho đẹp vô, quay đừng có rung tay, nhưng mà sếp không cho tiền mua cái gimbal. Anh nói gì đi anh, tại sao vậy? Tại sao lại không cho tiền mua là gimbal? Một là sếp mua gimbal, hai là hay sếp mà phòng này đứa quay. Sếp phải chết. Hôm nay á, khi mà mình hoàn thành xuất sắc tất cả những cái task này á, thì ngay lập tức khi các bạn vừa về thì chị sẽ có một cái tiền lì xì của mọi người. Trong 2 ngày 1 đêm này tụi mình sẽ phải uống hết 12 chai. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Xin chào mọi người, hiện tại chúng tôi sẽ lên xe để đi tới Bình Dương. Tức là sợ chứ tụi tôi bị hai nhân vật này. Trời ơi. Chị Thùy, chị có gì muốn nhắn nhủ vậy Trang không ạ? Hãy tăng lương cho em khi giá xăng tăng từng giây. Hỏi Tết này có tháng 13 không? Tết này có tháng 13 không chị? Không biết nữa, không có nhớ. Vừa tới nơi, chúng tôi ở trong một cái khu rất là xịn mọi người. Nhìn ở bên ngoài thôi cũng thấy rất là xịn. Quá là đẻ luôn, bên kia là xe của mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay tụi mình sẽ có một concept hơi khác lạ một xíu, đó là tụi mình sẽ kể về chuyến đi tại Sunset Side Villa tại Bình Dương ngày hôm nay của team sếp tụi mình. Thì đầu tiên á, cái nơi mà lúc nãy mọi người vừa tới là ngay từ ngoài cổng vào. Căn nhà này nó khá là rộng và đặc biệt á, thì nó sẽ tẻ ra làm hai hướng nha mọi người. Thì mọi người hãy cùng mình đi qua hướng bên này. Thì sẽ có 4 phòng ngủ. Thì đầu tiên bên tay trái của tụi mình chính là một chiếc phòng lớn nhất trong căn nhà này, một chiếc phòng giống như là phòng president nữa mọi người. Thì khi mà bước vào phòng á, mọi người thấy một cái phòng kiểu đâu có gì đâu đúng không, nhưng mà không, đây chính là cái phòng khách của cái phòng đó nha mọi người. Phòng khách thì ngay tại phòng khách thì sẽ có một cái cửa để mình có thể đi ra ngoài vườn như thế này đây đó. Quá là mát luôn, tối tối chiêu chiêu đi ra ngoài ngồi nhìn chơi là thôi quá là mê rồi mọi người. Đây là cái cửa lúc nãy mình vào nha. Thì đây chính là chiếc phòng ngủ. Thì khi mà đi vào phòng ngủ á, thì nhìn bên tay phải chính là một cái phòng tắm rất là xịn sò, gồm hai bồn rửa tay và một chiếc bồn tắm quá là xịn, có view ra ngoài vườn luôn. Đây là một chiếc phòng khá là to nha mọi người, rất là rộng. Và đây là một chiếc giường king size. Nếu như mọi người đi đông á, muốn vui á, thì mọi người có thể nằm lên đây khoảng 3-4 người gì đó lận. Nhưng mà còn nhiều phòng ngủ lắm, cho nên là thôi cũng không cần phải nhét 3-4 người lên một cái giường đâu. Và phòng này thì cũng có một cái view đi ra ngoài vườn. Không đi ra được, nhưng mà đây là một cái cửa sổ nha mọi người. Mình có thể vén cái rèm này qua đó, buổi tối thì cứ đóng lại thôi như thế này, rất là xịn. Và bên đây thì cũng có một dàn tủ rất là nhiều. Ok, và bây giờ mình sẽ đi tới phòng tiếp theo nha. Phòng đối diện của chiếc phòng president của chúng ta chính là một chiếc phòng ngủ gồm hai chiếc giường, gọi là hai chiếc giường một người đó, giường nhỏ đó. Thì view của phòng này là hướng ra phía cửa ra vào cái cổng lúc nãy mà mọi người đi vào đó. Đặc biệt một cái là tất cả những phòng ngủ trong phòng này, trong cái căn nhà này đều được đi cùng một cái nhà vệ sinh nha mọi người. Tức là phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh hết. Thì đây chính là cửa và nhà vệ sinh của phòng này. Mình cũng khá là thích cái hành lang này giữa cái phòng với nhau, nhìn kiểu cổ cổ trong mấy cái phim á. Ok, thì chiếc phòng thứ ba cũng giống chiếc phòng chúng mình vừa đi qua, cũng là một cái view ra ngoài cửa. Phòng này thì hơi gọi là mình thấy nó không thoáng bằng những cái phòng view mà hướng ra ngoài vườn. Nhưng mà đúng là những cái giường thì nó vẫn rất là gọi là trang bị đầy đủ và có cả tivi ở trong phòng. Ok. Và chiếc phòng cuối cùng nằm bên này. Let's go. Mình thấy ngoài cái phòng president ra, nhưng mà mình thấy chiếc phòng này là một chiếc phòng mà mình thích nhất trong căn nhà này. Tại vì nó kiểu khá là nhỏ và xinh á. Kiểu nó cũng không quá là to, xong rồi nhìn hơi hiu quạnh như phòng president. Nhưng mà nó đủ xinh và đủ thoáng nè. Thì có cửa sổ cả hai bên luôn. Một bên là bên này cho nó sáng chỗ bàn làm việc đây. Còn một bên á thì chính là cửa đi ra ngoài. Đây. Thì nó khá là thoáng và mình thích nó ở điểm đó. Ok. Và đó là room tour 4 phòng trong Sunset Side Villa tại Bình Dương của tụi mình ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ tiến tới phòng khách. Thì các thành viên khác trong team cũng đang ở trong phòng khách để mọi người chuẩn bị cho cái bữa ăn chơi của tụi mình. Tụi mình làm task, mọi người vừa đi chơi vừa làm task chứ không phải là chơi sung sướng lắm đâu mọi người. Đây, cái căn phòng khách rất là rộng luôn. Và cái đường đi ra phòng khách thì chính là chiếc hồ bơi của chúng ta.
Wow. Bây giờ mình sẽ đi một vòng qua đây đi. Đây là Nâu mọi người, Nâu và ba của Nâu. Ủa gì vậy? Phòng ăn thì có 10 cái ghế mọi người. 10 ghế, 10 người ngồi ăn. Đây là cái bếp. Thì mình khá là ưng cái bếp này bởi vì nó cũng rất là to và được dọn dẹp rất là sạch sẽ nha mọi người. Nhà bếp ở đây được trang bị khá là đầy đủ, cho nên là nếu như mà mọi người mà đi với gia đình mà muốn nấu nướng á, thì cũng rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời nhất là có thể đi khoảng 2 ngày. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi ra ngoài xem nha. Rất là mát luôn mọi người, lúc nãy trời mưa râm râm, bây giờ cũng mưa râm râm nhưng mà ít hơn một xíu. Thì đây là toàn cảnh. Mình có thể có ngồi ngoài kia kìa. Mình thấy ở trên mạng á, mọi người cũng có tổ chức tiệc cưới ở đây nữa. Những cái tiệc cưới private đó thì có thể tổ chức ở đây luôn. Tại vì có thể xếp một cái bàn rất là dài ở cái khu ven sông này đây. Mình nói thật là kiểu như là mấy bạn nào mà ở Sài Gòn lâu ngày mà muốn tìm một cái chỗ khá là gần để gọi là đi nghỉ dưỡng cùng gia đình, hoặc là cái company trip chẳng hạn, thì mọi người có thể chọn ở đây. Mà tụi mình chỉ vừa mới tới đây thôi nên cũng chưa có nhiều hoạt động, cho nên là hẹn mọi người vào buổi tiệc tối nay của team tụi mình nhé. Yeah. Xích ở Dubai Trang, người đã cất công từ Đà Nẵng đi vào đây chơi với người Sài Gòn. Đây là Sunset Side Villa, cho nên chúng tôi cảm thấy chúng tôi trở lại thiên nhiên, trở lại những gì gọi là tự nhiên nhất mọi người. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? Làm gì vậy coi chứ? Chứ làm đang tìm mẫu. Đang tìm mẫu cáp kết để sống ảo mọi người à. Mình có cảm giác là mình có thể ngủ ở đây tới sáng mai. Ngủ ở đây luôn mọi người, nằm ở đây ngủ bên ngay bờ sông luôn đây. Quá đã luôn. Đó. Sò huyết này mọi người ơi. Cô gái rất là chăm chỉ mọi người. Xinh gái quá à, Khánh Hân xinh quá à. Mời mọi người. Tôi ăn They said that if you eat one or three, so you can be like không thể thân thăng bằng, balance, can't balance. Yeah, yeah. So you have to eat two or more. Oh my God. Cái gì vậy anh đại?
đại thì tôi đã tỉnh dậy và mọi người đang làm task mọi người. Nhưng mà tôi thì tôi chưa ăn xong nên là tôi sẽ làm task sau. Anh coi đang viết nha mọi người. Thì sáng nay đồ ăn của chúng tôi có bún thái và cô ấy cũng đang làm task mọi người. Đây là buổi sáng. Order nước và viết bài. Trời ơi mọi người ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy một cái miếng thịt bò này mà nó ngon mà nó đẹp như vậy mọi người. Đây này, thấy vừa đó. Wow, thì tôi đã tìm thấy miếng này trong tủ lạnh. Thì tại vì nhà không có đủ đồ làm beef steak cho nên chúng tôi sẽ ăn nó với nước lẩu còn dư nha mọi người. Thì chúng tôi đã bàn xong ID của 12 tháng rồi. Chưa, tháng 8 cơ. Tháng 8 hả? Đó, đó rồi, quá đẻ luôn, cô ấy cũng đang cần cù chăm chỉ. Chỉ có người này là chơi game thôi mọi người. Anh cảm thấy như thế nào về việc làm giáo dục giới tính với tư cách là một cha thẳng?